Lâm, bây giờ tôi đi lấy đồ. Ở nhà nhớ trông coi cửa hàng cẩn thận nha. Dạ. Xin chào chị. Chú Chi, chào chị Mi, chào chị Trâm Bù Tà. Em không hiểu chị nói vậy đó. Tức là, chị không phải là chị, anh. Anh biết nói tiếng Việt hả? Biết nói tiếng Việt chứ. Trời ơi, mừng quá. Nhưng mà tại vì mình phong cách Nhật Bản, mình bật đồ Nhật chị, Bản chị, cho chị, anh. Dạ em xin lỗi. Chị một lần nữa là tát xéo mặt. Đây là shop cửa hàng thời trang L. Là em. Thời trang L hả? Lâm. Lâm? Dạ. Lâm hả? Dạ đúng rồi Lâm. Còn bạn nhớ tên mình không? Dạ không. Lâm vẫn nhớ hả? Mình tên là Lu. Lu. Đúng rồi, Lâm. Lu. Lâm. Sao? Dạo này Lâm khỏe chứ? Trời ơi, dạo này nhắc tới là thấy buồn rồi. Sao buồn sao nè? Trời ơi, coi nè, quần áo, bán sáu quần áo cứ cách ngày á là phải đi lấy hàng, rồi kiểm tra nhân viên, phải thống kê, rồi mỗi lần mà bán hàng online nữa. À vậy hả? Với bà cũng đâu có cực lắm. Sao cực vậy? Cái công việc của tôi mới cực nè. Tại vì bây giờ đang làm giám đốc của một cái công ty Nhật Bản. Bây giờ làm giám đốc luôn? Thì đó, rõ ràng là thấy mặc đồ Nhật Bản chưa? Vậy, hồi nãy bước vô một cái là tôi thấy toát lên mùi giám đốc liền á. Rõ ràng đó, chính vì lý do đó, cho nên là mỗi ngày mình phải ngồi không á, mà mình ngồi mà mình phải ký hợp đồng. Cái ký hợp đồng nó căng thẳng lắm. Mình phải ký làm sao cho cái nét chữ nó thật là đẹp luôn. Làm giám đốc cực ở chỗ đó, nó rất cực. Rồi ngồi ký không làm được bao nhiêu tiền? Trời ơi, đâu có nhiều lắm đâu. Trời ơi, giờ này cực khổ lắm. Một cái hợp đồng có 300 tỷ á, hằng ngày ký chừng 12 cái. Vậy chi mỗi ngày là được 3.250 tỷ. Trời ơi. Ôi trời, trời ơi, trái đu đủ đẹp hả? Có bán trái đu đủ không vậy? Không. Nó trái đu đủ á. Trời ơi, đồ giả. Ôi đồ giả hả? Nhưng mà nó đẹp quá kìa. Trời ơi, bởi vậy hả? Tôi mừng lắm đó nha. Vậy hả? Trời, trái đu đủ. Trời, dễ thương quá. Trời, hạnh diện á. Trái chuối, trái chuối bán không? Trời, chuối này còn nói nữa. Nói là một kỳ tích luôn á. Mỗi lần mà hả phải mất mấy ngày mấy đêm mà ổng mới làm ra được một cái trái chuối mà giống y như thiệt vậy đó. Chân gì thôi? Tự nhiên đau bụng. Ủa gì? Đau bụng ngay xương vậy? Dạ, tại vì bị sơ gan gỗ trướng á. Cho nên bây giờ nó muốn sơ lúc nào là sơ nó trướng, lúc nào nó trướng. Đau quá nào. Trời ơi, nó linh hoạt vậy hả? Đau quá đau. Nhưng mà sao đau mà mặt cười quá vậy? Thì tại vì đau nhưng mà tâm lý giờ đang vui, không biết sao vui. Vui hả? Đau quá đau. Trời ơi, vậy không được rồi, thôi đi về đi. Ê, Sang. Hả? Sao nãy thấy ông nhôm giờ thùng quá chị? Thì đó, để đánh trướng lúc nào nó trướng, nó đang trướng. Đứng yên 3 giây coi. 3 giây nào, 1, 2, 3. Đứng lại. Hả? Trời ơi, đứng lại, bước qua đây. Bước qua đây. Sao? Giấu gì trong đó? Đâu giấu gì đâu. Giấu gì trong đó? Gì đâu, đồ mặt mà. Không móc mày móc lên nè. Y như mấy bà ở trên clip vậy đó. Bừng có cái đầm mà nhét nguyên một đống vô. Còn cái nữa. Còn nữa hả? Còn một cái nữa. Trời ơi, ai đâu mà giấu được nhiều quá vậy? Móc ra nữa. Sao vậy luôn? Hả? Mày học hành cũng thôi lắm mà, đó mày học giỏi lắm mà. Sao giờ mày đang cắp đồ vậy? Thì đó, thì để nhờ ăn cắp vậy mới giàu đó. Thôi xin lỗi, thì lỡ lần sau không có nữa đâu. Thề đúng mày luôn á. Thề chưa? Thề. Vậy phụ tao treo lên đi nè. Để tao phụ treo lên. Đó. Cái này là nó bị nhăn đây nè. Đang tao kêu con mang thiệt nha. Cho hết nhăn đây nè, rồi treo lên chứ. Thứ gì á? Nè, rồi đây treo lên cho. Lâm. Dạ. Em kiểm kê hàng hóa chứ Lâm? Dạ rồi ạ. Sao vẫn trống trơn nè? Nó có, em ghi rõ ràng rồi mà. Đây là ai? Đây là em đi để tao giải quyết cho. Rồi. Ủa bộ chứ bộ bây giờ nhân viên nào được quyền ăn nói mất dài với chủ vậy? Là bây giờ em đi để tao dạy, mày không được để tao dạy cho. Bây giờ mình là nhân viên mình đi vô phải không? Ví dụ như mình muốn một cái kiểm kê gì đó thì mình nói với chủ ơi, dạ chủ ơi bây giờ em kiểm kê như vậy anh coi xong được chưa? Chứ không phải là kiểm kê xong rồi cái gì? Ai là chủ cơ? Để nó. Đó là chủ nè, cửa hàng thời trang L. Tức là nó Lâm, cửa hàng thời trang Lâm. Tôi nè, tôi là chủ cửa hàng thời trang L. Là tôi là Lâm, cửa hàng lấy L là tên viết tắt của tôi. Lâm nha. Long hả? Ôi, sao nói vậy, em nói dịu giọng để tôi lên lu, cái tôi đứng đây. Cửa hàng thời trang lu, tôi nói cũng được vậy. Chào anh. Em là nhân viên bán hàng, anh có muốn mua gì không? Dạ, em chào anh chủ quá, anh chủ khỏe. Dạ. Rồi, cậu là ai? Đến đây mua gì? Dạ, em xin lỗi ông chủ, nãy giờ tụi em giỡn. Tụi em là bạn bè lâu năm gặp lại nhau á, cho nên giỡn xíu thôi. Ông chủ đừng có giận nữa nha. Bạn này vẫn tới đây chơi rồi bạn mua đồ á. Em thấy là shop mình chắc không có đồ mà em muốn đâu, cho nên thôi xin chào và em đi. Xin em xin lỗi. Ủa chứ mày vô mua đồ mày kiếm đồ gì?
thì đồ hóa trang á. Trời ở đây ơi, là bán đồ hóa trang. Mày bị khùng rồi, tự nhiên không có vô shop quần áo thời trang mua đồ hóa trang. Đúng rồi, tao thôi về đi, về 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 về. Không cần thế đâu. Ở đây là tôi cũng có đồ hóa trang cho cậu luôn á. Có đồ hóa trang luôn hả? Có. Có hả? Vậy hả? Vậy cho em coi thử đi. Ok. Nhắc đến những buổi tiệc hóa trang thì chúng ta không nhất thiết phải hóa trang một cách kinh dị, mà chúng ta có thể tận dụng ngay những set đồ trong tủ đồ của mình để có một bộ vừa mang xu hướng đúng với những cái buổi tiệc mà vừa có thể rất là thời trang để chúng ta có thể đi chơi với dạo phố và bạn bè. Chúng ta có thể lựa chọn một chiếc áo sơ mi có màu đỏ và có thể là biến tấu một chút ở cánh tay như rách dưới như thế này. Và trong tủ đồ của các bạn chắc chắn là sẽ có những chiếc áo thun và những chiếc áo phông thì bạn có thể hoàn toàn mix cùng nhau. Kết hợp cùng set đồ này thì chúng ta có thể lựa chọn cùng với một chiếc quần jean rách. Vẫn rất là thời trang, vẫn có thể đi chơi dạo phố với bạn bè nhưng mà tham gia những cái buổi tiệc vừa đủ để cho chúng ta có một cái nhìn thật là bắt mắt. Áo này rất là thú vị một điều, đó là chiếc cổ của nó thì có thể bẻ xuống được, nhưng mà khi mà cần thiết thì chúng ta có thể dựng cao lên để che đi một nửa gương mặt của mình, kết hợp cùng với một chiếc áo thun của lọ cao, vừa nhìn huyền bí mà vừa rất là nam tính và vẫn có thể lịch sự đến dự các buổi tiệc. Set đồ tiếp theo thì tôi muốn gợi ý cho Lu, đó chính là không cần nhất thiết chúng ta phải hóa trang thành những cái gì quá hầm hố hay là đáng sợ, mà chúng ta hoàn toàn có thể tận dụng những chiếc áo cá tính như thế này, những chiếc áo jean hoặc là những chiếc áo có túi hộp như thế này, và chúng ta hoàn toàn có thể biến mình thành một ngôi sao nhạc rock chẳng hạn. Và kết hợp cùng với chiếc áo này thì rất là đơn giản thôi, một chiếc áo thun và một chiếc quần style. Kết hợp cùng với kiểu tóc cũng như là make up chẳng hạn thì chúng ta sẽ có một bộ trang phục vừa cá tính vừa hiện đại mà vẫn rất là thu hút người nhìn. Lấy hơn cho em 3 size chứ, nãy em dặn rồi. Ủa? Nãy giờ thử đồ vừa lắm mà tại sao phải đổi hơn size lớn hơn làm gì? Thôi, phải lấy size lớn hơn tại... Tại vì... Em phải lấy đồ để cho ông chủ mà. Hả? Cái gì? Như là mày cũng ở đợ hả? Thì chứ gì nữa, tao ở đợ mà. Thầy ơi! Mày cũng ở đợ đúng không? Đúng rồi. Thế cuộc đời của mình là khổ như vậy. Đúng. Tâm... Đúng. Tâm ơi là tâm. Ai đó, cút, cút mau ra khỏi cửa hàng của tôi. Nhanh. Cút đi nhậu đi. Mày hai tao bị đổi luôn rồi. Mày có bầu hồi nào vậy? Chuyện này móc ra không? Mày không móc ra tao cho mày có bầu thiệt luôn á. Bao nhiêu đồ để tao ghét cho hồng mày thành bầu thiệt á.